Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại ở Hóc Môn, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sau 3 ngày truy bắt, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm gây án và bước đầu lấy lời khai. Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hé lộ động cơ gây án của nghi phạm trong vụ việc chấn động này. Động cơ gây án của nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê. Ngày 9 tháng 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án xảy ra vào trưa ngày 6 tháng 1 được xác định là chị NTHC, quê Tiền Giang, nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Trong chiều cùng ngày, cơ quan công an đã mở buổi họp báo thông tin về vụ việc. Theo đó, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trưa ngày 6 tháng 1, Tâm đi tản bộ đến quán cà phê nói trên và dùng dao tấn công chị C, rồi cướp xe máy và 2 triệu đồng. Trước khi gây án, nghi phạm đến một tiệm hớt tóc ở xã Xuân Thới Nhì với mục đích cướp tài sản. Nhưng trong tiệm đông người và không có tài sản đắt tiền, nên đối tượng di chuyển đến quán cà phê. Trả lời về vụ việc, án mạng có động cơ giúp sức của đồng phạm, Trung tá Hưng cho biết nghi phạm gây án một mình và mục đích là cướp tài sản để tiêu xài. Ngoài ra, đối tượng Tâm đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa truy tìm để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo PC02 phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung truy bắt đối tượng. Sau khi xác định được địa bàn nghi phạm lẩn trốn, ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ, 7 flycam, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, lập 40 chốt bao vây khu đất 24/24 giờ. Trung tá chia sẻ, tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ ra soát, tìm kiếm từng mét vuông với quyết tâm bắt cho bằng được đối tượng. Đối tượng rất liều lĩnh, manh động và nếu tẩu thoát thì có thể sẽ tiếp tục gây án. Nhận xét về hành vi và địa hình lẩn trốn của nghi phạm, Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng PC02 cho biết, đối tượng gây án ra tay rất dã man. Dấu vết tại hiện trường rất bất lợi cho lực lượng chức năng phá án vì chỉ có một nhân chứng nghe thấy tiếng xe máy lúc đối tượng chạy ra khỏi quán. Xung quanh khu vực gây án không có hàng quán và camera. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua sàng lọc, các trinh sát đã xác định Tâm là nghi can số 1 nên truy lùng và đến 22 giờ ngày 6 tháng 1 thì phát hiện khoanh vùng đối tượng lẩn trốn ở ấp 7. Trung tá Thắng cho hay, trước khi gây án, đối tượng Tâm đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, ra tay tàn bạo và chém nạn nhân hơn 40 nhát. Trên đường di chuyển, đối tượng thay đổi áo quần chuẩn bị sẵn trên đường Phạm Văn Hai nhằm xóa dấu vết. Tại khu vực nghi phạm lẩn trốn rộng khoảng 50 hectare trồng tràm, có nhiều kinh rạch. Khi biết bị truy tìm, đối tượng đã bỏ xe máy và chui vào khu vực trên ẩn nấp. Trung tá chia sẻ, đây là khu rừng rậm, cây cối mọc quá đầu người, rắn rết rất nhiều. Chúng tôi phải sử dụng flycam để truy tìm. Có 10 cán bộ chiến sĩ bị ong vò vẽ chích trong quá trình truy bắt nghi phạm. Quá trình điều tra, các dấu vết thu thập được như dấu chân và trái dừa bị đập bể lấy nước. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm xác định, nghi phạm vẫn đang cố thủ bên trong nên tiếp tục bao vây, thu hẹp dần khoảng cách truy tìm. Trong sáng ngày 9 tháng 1, các trinh sát siết chặt vòng vây, dùng 5 máy xúc mở đường, tạo lối mòn cho lực lượng chức năng thu hẹp diện tích tìm kiếm. Đối tượng ẩn nấp dưới nước, dùng cỏ khô che phủ lên mặt và khi thấy máy xúc tiến lại gần mới vùng dậy bỏ chạy. Các trinh sát ập đến khống chế nghi phạm ngay tại chỗ. Cũng tại buổi họp báo, Trung tá Đới Ngọc Thắng xúc động gửi lời cảm ơn tới toàn thể người dân quanh khu vực truy bắt nghi phạm đã giúp đỡ. Trung tá chia sẻ, trong 3 ngày vây giáp, Công an tỉnh Long An và người dân ở ấp 7 đã hỗ trợ lực lượng chức năng hết mình về đồ ăn, thức uống, chỗ nghỉ, cũng như cũng tham gia truy tìm đối tượng gây án. Khi chúng tôi khống chế được nghi phạm, hàng trăm người dân địa phương đã vỗ tay vui mừng. Có thể thấy, động cơ gây án của nghi phạm xuất phát từ việc thiếu tiền tiêu xài dẫn tới hành vi manh động dã man như vậy, nhằm để đạt được mục đích của mình. Tưởng rằng thoát được vòng vây của lực lượng công an khi ngụy trang hoàn hảo tại khu vực nhiều cây cối. Vậy nhưng, bằng biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, đối tượng đã bị bắt giữ điều tra. Khoảng 9 giờ, ngày 6 tháng 1, người đi đường thấy một gã đàn ông chừng 40 tuổi, mặc quần short, áo thun màu đỏ đô, đi bộ lang thang trên quốc lộ 22. Khi đi đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, người này mất hút. Một giờ sau thì nhiều người bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên từ quán cà phê ven quốc lộ 22. Và lúc này họ thấy gã đàn ông đi bộ lang thang,
khi nãy vội lên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 59S298098 chạy nhanh về đường Nguyễn Văn Bứa, hướng về xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Khi chạy đến quán cà phê kiểm tra, họ phát hiện chị Ngô Thị Hồng Phúc, 32 tuổi, nhân viên quán, nằm thoi thóp trên nền nhà với rất nhiều vết thương ở đầu, tay. Công an xã Xuân Thới Sơn và công an huyện Hóc Môn đã đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với nhân viên y tế tức tốc đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, các bác sĩ đã xác định nạn nhân bị chém nhiều nhát. Bệnh nhân đã hôn mê, da tím tái, nhiều vết thương nặng. Dù được hồi sức tích cực, nhưng vì não trái đã bị vỡ và dập, đồng tử giãn tối đa, không còn tim phổi, nên việc điều trị không có hiệu quả. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện do tổn thương nội sọ, đa vết thương do đả thương. Sau khi tiếp nhận vụ việc, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh lập tức phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Long An khẩn trương truy vết nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê. Các trinh sát hình sự đã tỏa ra các hướng, đường kẻ sát nhân lấy xe máy của nạn nhân tháo chạy. Hàng trăm camera an ninh các tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An được cảnh sát trích xuất dữ liệu theo dõi. Chiều cùng ngày, cảnh sát xác định sau khi nghi phạm sát hại nạn nhân, anh ta đã lái xe máy chạy về khu vực huyện Đức Hòa. Sau đó, kẻ gây án tiếp tục chạy theo đường tỉnh 830 về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nghi phạm đã lái xe vòng xuống gầm cầu, ghé tiệm tạp hóa của bà Huỳnh Thị Tuyết, 51 tuổi để mua nước và ngồi nghỉ ngơi tại đây hơn 4 giờ. Chủ tiệm tạp hóa cho biết khi giáp mặt người đàn ông, sau này được cảnh sát cho xem hình, xác định là hung thủ vụ án, bà cảm thấy vị khách này có biểu hiện khác thường. Khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 1, người này lái xe máy đến quán bà hỏi mua 5 chai nước suối, 7 chai nước ngọt, 2 bao thuốc lá. Khi mua, anh ta đeo khẩu trang vải kín mít, chỉ chừa lại hai con mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó nhìn thấy. Sau khi tính tiền, người này tiếp tục mua thêm một chai nước ngọt ướp lạnh rồi ngồi xổm trước quán, kéo khẩu trang tu nước ở ngực. Thấy vậy, bà Tuyết mời anh ta vào ngồi trên ghế đá trước hiên nhà. Bà Tuyết nói, tôi thấy vị khách có vẻ khác thường nhưng không nghi ngờ gì. Lúc này trong nhà chỉ có mình tôi và cháu nội 3 tuổi. Khi anh ta ngồi một lúc dường như quan sát không có ai để ý, mới kéo khẩu trang và uống nước một cách tự nhiên. Trong lúc ngồi, anh ta trò chuyện với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại, tương lai và bảo đang thất nghiệp. Đến 20 giờ 30 phút, tôi bảo quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Người này mới lên xe máy rời đi. Theo bà Tuyết, khoảng 30 phút sau, các trinh sát hình sự đến quán hỏi thăm và đưa hình, bà mới tá hỏa. Vị khách trò chuyện với bà suốt hơn 4 giờ vừa qua chính là nghi phạm sát hại người ở thành phố Hồ Chí Minh đang lẩn trốn. Bà Tuyết vừa nói vừa run, tôi biết tin mà rụng rời tay chân, cảnh sát đến sớm hơn 30 phút là có thể tóm được anh ta rồi. Vừa nhận tin hung thủ rời khỏi quán nước, trinh sát hình sự liền đuổi theo vào khu dân cư ấp 7, xã Lương Hòa. Biết bị cảnh sát bám theo, kẻ gây án đã nhanh chóng giấu xe máy và bụi cây tại khu vực, chạy trốn vào vườn chanh rộng hơn 3 hectare. Sau khi xem camera trong đêm, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An được huy động đến địa phương phong tỏa các vườn trái cây. Truy bắt nghi phạm, cảnh sát dùng chó nghiệp vụ lùng sục khắp các bụi rậm, mương nước, kênh rạch tại địa phương, nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả. Bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa cho biết cảnh sát tìm được xe máy của nghi phạm tại bụi cây đối diện nhà bà. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện có dấu chân của người leo qua hàng rào tôn cao 1,1 mét vào vườn chanh sau nhà bà Ba. Ở một đoạn khác, cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra và hướng vào khu rừng hoang rộng vài chục hecta. Tại bìa rừng này, cảnh sát cũng phát hiện một số vỏ chuối mới có người ăn, bỏ lại. Ngay trong ngày, hàng trăm cảnh sát cũng được huy động bao vây toàn bộ khu rừng. Ngoài chó nghiệp vụ, flycam cũng được các chiến sĩ điều khiển tầm thấp rà soát. Việc truy bắt được, cảnh sát thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, cánh rừng có diện tích rộng, cây cối tùm cao lút đầu người khiến việc truy lùng vây bắt kẻ gây án gặp nhiều khó khăn. Theo ghi nhận, chiều 8 tháng 1, cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã huy động một số xe cuốc mở một tuyến đường mòn sâu vào bên trong khu rừng để phục vụ công tác truy bắt hung thủ. Một số khu vực rừng cỏ cây cối rậm rạp cũng được đốt cháy. Các tuyến đường đất nhỏ xung quanh khu rừng, hàng trăm cảnh sát cơ động, trinh sát hình sự đứng bao vây canh gác. Một cán bộ công an nói, việc triển khai vây bắt hung thủ được thực hiện cả ngày lẫn đêm. Hay tin hàng trăm cảnh sát vây bắt hung thủ tại khu rừng rộng hàng chục hecta ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Nhiều người từ các nơi cũng tập trung về đây để theo dõi vụ việc.
Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng đem lương thực, nước uống hỗ trợ các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Mọi người đều trong tâm trạng lo lắng khi kẻ sát nhân còn đang lẩn trốn. Bà Bùi Thị Ba cho biết, cuộc sống sinh hoạt của bà và mọi người nơi đây bị đảo lộn. Trời vừa tối mọi người đã phải khóa cửa và đi ngủ sớm, sáng ra mở cửa trễ. Nhiều người không dám đi làm đồng, đi hái chanh vì sợ giáp mặt kẻ thù ác. Bà Ba chia sẻ, tôi phải nghỉ đi lễ nhà thờ Ba hôm nay. Mỗi tối đi ngủ, nghe tiếng động nhỏ cũng khiến hai vợ chồng tôi giật mình. Công an cũng phát loa thông báo yêu cầu người dân cảnh giác, đặc biệt là các nhà trọ. Nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Còn ông Nguyễn Tấn Tranh, 57 tuổi, cho biết khu rừng nghi là kẻ gây án đang lẩn trốn, rộng gần 100 hectare. Nơi này cây cối rậm rạp, xen lẫn kênh rạch. Khi vào khu rừng chỉ cần đứng cách nhau 5 mét cũng khó nhìn thấy nhau. Ba hôm nay, hàng trăm hộ dân có nhà tiếp cận với mé rừng cũng rất lo lắng. Họ lo sợ nghi phạm lẩn trốn, đói khát, nửa đêm mò vào nhà. Nghi phạm đã sát hại người, anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Ông Tranh chia sẻ, người dân lo lắm, mong cảnh sát sớm bắt được nghi phạm để cuộc sống mọi người trở lại bình thường. Liên quan đến vụ án trên, người dân tại khu vực nghi có nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn cho biết, việc hung thủ đang lẩn trốn tại một cánh đồng đất rộng, rừng nhiều, dân thưa như vụ án Tuấn Khỉ ở Củ Chi từng lẩn trốn, nên mọi người cần phải cẩn thận, đề phòng vì rất nguy hiểm. Ngày 9 tháng 1, các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Nghi phạm tên là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, thường trú ấp Bến Đỏ 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án này, người dân tại khu vực nghi có nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn cho biết, việc hung thủ đang lẩn trốn tại một cánh đồng đất rộng, rừng nhiều, dân thưa như vụ án Tuấn Khỉ ở Củ Chi từng lẩn trốn, nên mọi người cần cẩn thận đề phòng vì rất nguy hiểm. Anh NTH, 38 tuổi, ngụ ấp 7 xã Lương Hòa cho biết, gia đình tôi và mọi người xung quanh đây đang cảnh giác khi nhận được thông tin kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn ở khu vực này. Có lo sợ, nhưng cẩn thận thì là tốt nhất. Tôi thấy kẻ sát hại người này đang lẩn trốn như vụ án Tuấn Khỉ ở Củ Chi, nên nói với người nhà cẩn thận, đề phòng vì rất nguy hiểm. Được biết Tuấn Khỉ chính là đối tượng đã xả súng khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương vào chiều mùng 5 Tết Canh Tý. Theo nội dung vụ án, khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2020, Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, ngụ ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đến sới bạc thuộc khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trong lúc đánh bạc, Tuấn thua hết tiền nên gọi điện thoại cho em bà con là Lê Quốc Minh, kêu qua nhà mẹ Tuấn lấy 100 triệu đồng mang đến sới bạc cho Tuấn. Lúc này, giữa Tuấn và những người tham gia đánh bạc xảy ra mâu thuẫn nên Tuấn ra lấy xe máy chạy về nhà. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn lấy một khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn để sới bạc bắn vào những người đang đánh bạc, làm Vương Ngọc Hưng, Lê Tấn Long, Lê Thành Trung, Huỳnh Ngọc Minh Tùng chết và Trần Văn Thạnh, Nguyễn Nhật Quang bị thương. Sau đó, Tuấn cướp xe SH của Lê Tấn Long và cướp 802 triệu đồng của Huỳnh Ngọc Minh Tùng rồi rời khỏi hiện trường, đến nhà Tý Bà Giòm đưa số tiền cướp được cho Tý, bảo Tý đưa lại cho vợ Tuấn. Trên đường bỏ trốn, Tuấn khống chế vợ chồng anh Trần Ngọc Biển, ngụ Củ Chi, cướp xe Novo. Tại đây, Tuấn bỏ lại chiếc xe SH và 11 triệu đồng vừa cướp trước đó, rồi dùng xe Novo đi đến khu vực xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì quăng xe Novo xuống rạch Láng The. Đến 0 giờ 10 phút ngày 30 tháng 1 năm 2020, anh Lê Văn Hiếu lái ô tô chở anh Lê Thanh Tùng đi trên tỉnh lộ 15, hướng từ xã Phú Hòa Đông đi ngã tư Tân Quy. Khi đi qua cầu bến này, anh Hiếu phát hiện chướng ngại vật nên giảm tốc độ. Lúc này, Tuấn cầm súng AK báng xếp đi từ trong bụi cây ra chặn xe và bắn thẳng vào ô tô của anh Hiếu, khiến hai người trên xe bị mảnh vỡ kính văng vào người. 5 phút sau, Tuấn tiếp tục bắn anh Vũ Chí Tâm tử vong, cướp một xe quay rồi tẩu thoát đến kênh đường Đò, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Tuấn ném xe xuống kênh và bơi sang nhà Võ Hồng Tâm lẩn trốn. Tại đây, Tuấn gặp Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh, em họ Tuấn. Cả ba bàn bạc để giấu tung tích của Tuấn. Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020, Tâm giao nhà cho Tuấn để về Đồng Nai ở, còn Thanh về nhà cô ruột ở xã Phú Hòa. Sau đó Thanh gọi cho Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân, chị ruột của Thanh, kể về chuyện đã gặp Tuấn và tìm cách giúp Tuấn bỏ trốn. Ngày 9 tháng 2, Thanh liên hệ với Đặng Trung Ngọc nhờ Ngọc chở Tuấn đi Vũng Tàu trốn, nhưng khi Ngọc đến Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú thì xe bị hỏng. Hôm sau, Ngọc đang ở nhà
thì Thanh gọi điện hỏi đi taxi xuống Vũng Tàu. Ngọc ra giá 2 triệu đồng với điều kiện Thanh phải cùng đi và Tuấn phải tháo rời các bộ phận xuống AK. Tuy nhiên lúc này Thanh không liên lạc được với Tuấn nên nói Ngọc có thể đi vào sáng nay, ngày mai hoặc sáng mốt được không. Thì Ngọc trả lời được nhưng phải ôm xe 3 ngày với tiền cước 6 triệu. Thanh đồng ý nhưng chưa thể liên lạc được với Tuấn nên chưa chắc lúc nào đi. Thấy không chắc chắn nên Ngọc không nhận chở Tuấn nữa. Đến tối 13, rạng sáng 14 tháng 2, Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng nên bị bắn tử vong tại nhà Võ Hồng Tâm. Theo kết luận điều tra, hành vi của Tuấn Khỉ đã cấu thành tội sát hại người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do Tuấn đã mất nên cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra đối với Tuấn, các đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh. Thưa quý vị, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.